Vietnam Free Trade Agreement takes effect. Vietnam's agricultural sector sees positive growth during the first 9 months of 2016. Hello and welcome to this edition of BizLine brought to you by VTV International. You're with me, Lina Pham. And as usual, we begin our program by reviewing the economic highlights over the past week. The Eurasian Economic Union Vietnam Free Trade Agreement officially took effect on October the 5th, with commitments to liberalize trade, investment, and movement of labor. Some 90% of tariff lines will be cut. Nearly 60% imported commodities from the Eurasian Economic Union has been removed, including meat products, wheat flour, alcohol, mechanical equipment, and steel products. The tariffs on another 30% of goods will be gradually reduced to 0% in the transitional period. According to the Eurasian Economic Commission, the establishment of a free trade between Vietnam and the EU may help increase bilateral trade volume from a current $4 billion to $10 billion within the next 5 years. In the first year of the agreement, Eurasian exporters will save some $40 million in taxes, with Vietnamese exporters likely to make savings of $5 to $10 million. Vietnam's economy has seen positive changes as GDP growth in the first 9 months of this year reached 9.93%, despite difficulties throughout the year. The General Statistics Office reported that Vietnam's macroeconomy has become stable with controlled inflation and stable interest rates. In addition, the business environment has been improved. Outstanding loans have increased by 10% with insured liquidity of Vietnamese dongs. Furthermore, the operation of credit institutions and money market have been stabilized. However, the economy still faces challenges such as less than anticipated GDP growth and little improvement in trade activities. Foreign currency reserves are growing rapidly. The State Bank of Vietnam reported this at the monthly government meeting recently. So far this year, the State Bank of Vietnam has bought $11 billion in foreign exchange, increasing the country's reserves to a record high of more than $40 billion. This will allow the State Bank of Vietnam to stabilize foreign exchange rates in the fourth quarter. While the demand for foreign currency will be very high, although the State Bank of Vietnam changes the exchange rates daily, the rates at commercial banks have not changed much. In trading session, the reference exchange rate for the Vietnamese dong against the US dollar was announced at 21,964 Vietnam dong per US dollar. Exports are estimated to reach $128 billion so far this year, up 6.7% year-on-year, the General Statistics Office said. The domestic sector contributed $37 billion, up 5%, and the foreign direct investment sector made up $91.1 billion, up 7.4%. In the period, Vietnam enjoyed a trade surplus of $2.7 billion. Unsurprisingly, the foreign invested sector obtained a trade surplus, while the domestic sector suffered a trade deficit. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, agricultural exports during the reviewed period experienced a yearly rise of 7.2% to $11.1 billion. Vietnam has been among the top 30 emerging retail markets in the world for foreign investors since 2008, according to Kearney Group's Global Retail Development Index. A recent survey from Nielsen Vietnam showed that 34% of consumers regularly shop at hypermarkets, 29% in supermarkets, and 22% in convenience stores and mini-marts. Traditional retail models continues to dominate the market with 72% market share. With a young population, and thanks to the participation of foreign retailers, modern retail models have achieved double-digit annual growth rate. By 2020, Vietnam will expect to have about 1,300 hypermarkets and 300 shopping centers.
The 2016 HSBC's Expat Explorer survey reveals Vietnam has seen a 6-point jump to be rated 19th globally among best overall destinations for expats. Vietnam holds second place after Singapore among six ASEAN countries in the survey. HSBC's Expat Explorer survey received nearly 26,900 respondents. The survey was based on three main criteria: economic growth, experience, and family. In Vietnam, 35% of expats agreed that the country was a good place to progress their careers. In terms of income, over a third say that they earned more than they would in their home country. The survey showed that expats in Vietnam could earn $103,000 annually on average, which is around 50 times higher than the annual income average for Vietnamese in 2016. Some other sources reveal that the salary for a senior position could reach $200,000 per year. We have just reviewed some of the economic highlights over the past week. Up next, we'll talk about the positive growth of the Vietnam's agriculture sector during the first 9 months of 2016 in our Crosstalk. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, the complicated fluctuations in weather conditions in the first 6 months of 2016 caused by the El Niño phenomena had a negative impact on the agricultural sector. Therefore, for the first time since 2005, Vietnam experienced a decline in the agricultural sector. Specifically, agricultural, forestry and fishery production in the period fell 0.18% compared to the same period in 2015, according to the General Statistics Office. This is equivalent to a value of about $17.8 billion. The decrease in agriculture alone was 0.78%, though increases of 5.75% and 1.25% were seen in the forestry and fishery industries, respectively. In addition, export turnover of the 11 main agricultural products fell 2.7% against the same period in 2015. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Qua những số liệu trên thì chúng ta có thể cho thấy ngành nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn sau 6 tháng tăng trưởng âm. Vậy theo ông, điều gì đã khiến ngành nông nghiệp Việt Nam gặp phải những khó khăn trên? Năm 2016 có thể nói là một cái năm khá đặc biệt. Đối với kinh tế thế giới là một cái năm sự trì trệ của nó ngày càng đậm hơn. Mỗi một cái quý mà để update, tức là dự báo lại về kinh tế thì các tổ chức quốc tế đều hạ mức tăng trưởng so với quý trước, và những tác động này nó ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp Việt Nam. Nhìn tổng thể thì nông nghiệp Việt Nam năm 2016 chịu áp lực tiêu cực nhiều hơn tích cực. Trước hết là về mặt thời tiết, chúng ta thấy rằng là đây là một cái năm mà có thể nói là chúng ta gặp những cái là kịch bản về thời tiết cực đoan, trăm năm có một, nhất là hạn hán, nhất là vấn đề nước biển dâng, nhất là vấn đề nhiễm mặn, cũng như là những cái yếu tố khác khiến cho có thể nói là nông nghiệp chịu ảnh hưởng cực kỳ nặng nề của thời tiết. Cái thứ hai nữa là năm nay cũng là một năm mà chúng ta đối diện với những vấn đề rất mới của nông nghiệp, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp tới cái ngành thủy sản. Cụ thể là vấn đề ô nhiễm ở bốn tỉnh miền Trung vùng biển khiến cho toàn bộ cái gọi là thủy sản, hải sản ở khu vực này bị suy giảm đột ngột. Cái thứ ba nữa là một cái năm mà có thể nói là chúng ta gặp một sự cạnh tranh rất quyết liệt trên thế giới. Cho nên là ba yếu tố đó khiến cho có thể nói là nông nghiệp Việt Nam năm nay gặp rất nhiều khó khăn. Giảm cả về sản lượng, giảm cả về diện tích, giảm cả về mặt giá cả. Đồng thời ấy, là suy giảm cả mặt sinh kế của một bộ phận hàng trăm ngàn lao động. Tất cả điều đó khiến cho nông nghiệp năm nay là một cái năm mà có thể nói là lần đầu tiên tăng trưởng âm trong lịch sử của Việt Nam. Theo ông, những lĩnh vực nào trong sản xuất nông nghiệp đã chịu hậu quả nặng nề nhất trong thời gian vừa qua? Chúng tôi cho rằng là có hai lĩnh vực mà nặng nề nhất. Một là vấn đề về nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản, đặc biệt là những cái ngành và những cái hoạt động mà liên quan tới biển, kinh tế biển. Tất cả những cái điều này khiến cho Việt Nam vốn là một cường quốc đứng thứ 6 trên thế giới về hải sản xuất khẩu, thủy sản xuất khẩu,
nhưng mà năm nay cũng bị suy giảm rất mạnh mẽ, đặc biệt là 4 tỉnh miền Trung giảm từ 15 cho đến 35% sản lượng so với mọi năm. Cái thứ hai nữa là một số những lĩnh vực liên quan tới cây trồng, đặc biệt là lúa và một số những cây trồng mà liên quan tới Tây Nguyên, những cái nơi mà chúng ta bị nhiễm mặn, những nơi chúng ta bị hạn, cả hai cái lĩnh vực này đều có một cái sự suy giảm về sản lượng, về năng suất và thậm chí cả về giá cả. Climate change will result in a 40% loss of land in the Mekong Delta by 2100, according to the Steering Committee for the Southwestern Region. It is forecast that the average sea level rise along coastal Vietnam will be higher than the average global rise. Accordingly, Vietnam will see a 22 centimeter sea level rise by 2050 and 76 centimeters by 2100, with Cà Mau and Kiên Giang provinces taking the heaviest hit. Meanwhile, flooding has slowed in the Mekong River over the past few years, intensifying saltwater intrusion in the region. This year saw the worst salinization in 100 years, marking a grim future for the Mekong Delta in terms of climate change impacts. The combined impacts of these factors threatens agricultural output, especially rice production in the region. Rice production may fall 50% by 2100, while shellfish production could decline by 3 billion Vietnam đồng per hectare. Dự báo cho biết tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm mất 40% diện tích đất tại đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2100. Vậy theo ông, liệu đây có phải là một nguy cơ lớn ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới hay không? Có thể nói là nông nghiệp của Việt Nam vẫn có rất nhiều tiềm năng. Nếu xét về mặt nguy cơ thì chúng ta chỉ bị nguy cơ nước biển dâng, rồi nguy cơ đối phó với thời tiết cực đoan và những cái nguy cơ cạnh tranh khác. Nhưng mà gọi là ảnh hưởng theo kiểu xấu hoàn toàn tới nông nghiệp ấy, thì nó cũng không hoàn toàn. Bởi vì trước hết ấy, là chúng ta vẫn có những cái dư địa để đảm bảo cái an ninh lương thực. Mà chính phủ cái việc đưa ra một cái quy hoạch tối thiểu là 300 triệu hectare đó như là một cái đáp án cho vấn đề này. Thứ hai nữa là chúng ta cũng đang thực hiện những cái biện pháp về cái cách cơ cấu, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sao cho thích ứng với những giống cây con mới, với hướng kinh doanh mới để mà thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như là có năng suất cao hơn và đặc biệt là vượt qua năng suất kỹ thuật. Cái thứ ba nữa là chúng ta cũng đang có kết hợp những cái mô hình sản xuất kinh doanh theo cái hướng là tạo chuỗi, đồng thời là có tham gia của doanh nghiệp thì nó cũng tạo ra được nhiều những cái gọi là cơ hội để vượt qua những thách thức. Nhưng mà xét đến cùng thì chúng ta những điều đó vẫn là tiềm năng. Nếu chúng ta không làm tốt thì rõ ràng là nước biển dâng, thời tiết cực đoan, khô hạn và những yếu tố về ô nhiễm môi trường chắc chắn là những nguy cơ trực tiếp gây ảnh hưởng tới người nông dân, tới nông nghiệp. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như là tăng khả năng thích ứng giúp cho ngành nông nghiệp Việt Nam có thể phát triển bền vững trong tương lai? Thực ra lời giải để phát triển nông nghiệp bền vững đã có. Trên thế giới rất nhiều mô hình rất là tốt để chúng ta tham khảo về cái khả năng mà phát triển một nền nông nghiệp trong một bối cảnh cực đoan về thời tiết. Ví dụ Israel, ví dụ như những cái vùng mà không thuận lợi về khí hậu, họ vẫn có những công nghệ nông nghiệp ở trong nhà, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao rất là tốt. Tuy nhiên ở Việt Nam để mà thiết thực và khả thi cũng như là đảm bảo cái tính gọi là thực tế về mặt vốn á, chúng ta cũng không quá câu nệ chạy theo cái kiểu nông nghiệp công nghệ cao quá, đòi hỏi tốn kém về chi phí rồi giá thành đắt đỏ. Cho nên trong thời gian tới rõ ràng là cần phải kết hợp cả hai. Một mặt là chúng ta là tích cực là chuyển dịch những cái cơ cấu nông sản, nông nghiệp mà phù hợp với những cái điều kiện thời tiết mới. Ví dụ nếu nhiễm mặn, chúng ta chuyển sang trồng nuôi những cây, những con nào mà nó phù hợp với cái đất nhiễm mặn kiểu mới, nó thay vì trồng lúa kiểu cũ. Thứ hai nữa là chúng ta chủ động hơn trong vấn đề hệ thống thủy lợi để mà rửa mặn hoặc là cung cấp nước ngọt hoặc là có những cái biện pháp để mà nó khắc phục được ở mức độ cao nhất những cái tác hại của những cái nhiễm mặn hay là của tình trạng thiếu nước. Cái thứ ba nữa là chúng ta chủ động chuyển dịch các cơ cấu xen giữa nông nghiệp và dịch vụ, xen giữa nông nghiệp và công nghiệp khác thì nó tạo ra một cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng nông nghiệp, những cái vùng biến đổi khí hậu đấy rất linh hoạt. Despite the negative impacts of climate change, the agricultural sector has seen a recovery in recent months. According to statistics, the agroforestry forestry production in the first 9 months of this year saw a climb of 0.68% compared with the same period last year. Khu vực thủy sản rồi tiếp theo là lâm nghiệp của chúng ta trong quý 3 vừa qua cũng đã tăng khá hơn.
cái phân ngành nhỏ chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng khá, dịch vụ nông nghiệp cũng tăng trưởng tốt hơn, cái phân ngành trồng trọt vẫn còn tăng trưởng âm. Tuy nhiên phải nói rằng cái mức tăng trưởng dương 0,68% cũng là một tín hiệu rất đáng mừng, bởi chúng ta có thể hy vọng rằng từ nay đến cuối năm cái thị trường nông sản nó sẽ tốt lên. Apart from the recovery in production, the sector's exports also experienced positive signs in the first 9 months. Except for rice, the other main products had increases in both export value and prices. In general, the whole sector exports in the period reached $23.3 billion, resulting in a trade surplus of $5.6 billion. This is regarded a good sign for the year end. Xuất khẩu hàng nông sản tốt lên thì tạo động lực mạnh hơn cho nông nghiệp của chúng ta trong năm 2016 này đạt mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với 9 tháng đầu năm nay. Thị trường nông sản đang phát ra những cái tín hiệu cho thấy cái triển vọng mà chúng ta vượt qua cái tỷ lệ xuất siêu hàng nông sản ở cái thời điểm hiện nay. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, the sector has set a target to achieve a growth rate of 3 to 3.5% and an export turnover of $31 billion this year. Qua những số liệu trên có thể cho thấy ngành nông nghiệp Việt Nam đã có những khởi sắc sau 6 tháng tăng trưởng âm. Vậy theo ông, tại sao ngành nông nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng dương trở lại vào thời điểm này? Vâng, đúng là nếu tính tổng 3 quý thì chúng ta đã thấy có một sự phục hồi khá tích cực, mặc dù con số đó không phải là lớn. So với cái mức tăng trưởng âm của 2 quý đầu năm thì rõ ràng đây là một tín hiệu tích cực. Chúng tôi cho rằng là điều này nó cũng có cái yếu tố khách quan của nó. Đó là đầu năm chúng ta chịu ảnh hưởng rất là nặng nề của thời tiết cực đoan, kể cả ở miền núi, kể cả ở đồng bằng, rồi kể cả ở vùng biển. Rồi giữa năm, tức là tháng 4 đó, chúng ta lại bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái vùng biển ở miền Trung, khiến cho gọi là những cái ngành mà nông lâm thủy sản đều bị ảnh hưởng trực tiếp. Và tất cả nó tạo ra cái tình huống là 6 tháng tăng trưởng âm. Nhưng mà đến quý 3 chúng ta thấy rằng là rõ ràng là có những yếu tố cải thiện hơn. Một là khí hậu nó đã có một sự chuyển dịch theo hướng là nó bớt đi cái sự cực đoan, sương mù rồi khô hạn và nhiễm mặn nó cũng được giảm bớt hơn. Thứ hai nữa là ngay cả ô nhiễm biển nó cũng có một cái sự phục hồi nhất định. Cái thứ ba nữa là chúng ta hiện nay đã có trên dưới khoảng 10 cái sản phẩm nông sản đạt cái chỉ số kim ngạch khoảng 1 tỷ đô la. Và Việt Nam đứng trong cái top 10 trên thế giới về nông sản, ngót nghét 10 cái sản phẩm như vậy. Thì rõ ràng đây là một yếu tố tích cực. Nó giúp cho cái việc mà duy trì động lực tăng trưởng, cũng như là để bù trừ khi sản phẩm này bị kém thì sản phẩm khác tăng vọt lên. Tôi ví dụ khi lúa gạo, cao su hạ giá và hạ cả sản lượng cũng như là năng suất, thì xuất khẩu rau quả lại tăng vọt lên và nó bù trừ lại, nó tạo ra những cái hiệu ứng rất tích cực. Rõ ràng là cái việc xuất siêu và đảm bảo được cái khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam là một trong những yếu tố rất quan trọng và quyết định để duy trì cái động lực tăng trưởng kinh tế nông sản, rồi duy trì được cái động lực tăng trưởng kinh tế chung của Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của nông sản Việt tại thời điểm này? Ở nông nghiệp Việt Nam như đã nói đó, là một trong những cái lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế, là một trong những cái mà để chúng ta có thể dựa vào nó trong cái quá trình hội nhập và phát triển. Và có thể nói trên tổng thể chúng ta hiện nay vẫn có tới hơn 60% dân số sống dựa vào sinh kế nông nghiệp. Và nông nghiệp vẫn tạo ra trên dưới 20% GDP, cũng như nông nghiệp vẫn tạo ra hàng chục những sản phẩm mà xuất khẩu có tên tuổi trong cái top 10 của thế giới. Thì đấy chính là những điểm mạnh của Việt Nam. Điểm mạnh thứ hai nữa là chúng ta hoàn toàn có rất nhiều những cái tiềm năng liên quan tới sự đa dạng về khí hậu, sự đa dạng về các cái cơ cấu cây con. Năm nay cũng có một điểm rất thuận lợi, đó là chúng ta lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có khả năng là đạt tới một cái trị giá xuất khẩu rau quả rất là vượt trội. Nếu tính cả năm có thể theo ước tính Bộ Nông nghiệp là có thể tới là 2,5 tỷ đô, còn vượt cả xuất khẩu gạo. Và đây sẽ là một trong những mặt hàng có chiến lược, có triển vọng của Việt Nam trong tháng tới. Và đây cũng là cái kết quả của chúng ta đã nhận thức được chuyển đổi cơ cấu, gia tăng cái quy trình sản xuất sạch hơn, đặc biệt là gia tăng cái công nghệ bảo quản hiện đại nhập khẩu, để từ đó giúp chúng ta có thể bảo quản được những cái nông sản rau quả đó tại cả những nước xa xôi nhất, cũng như vượt qua hàng rào kỹ thuật của những nước mà khó khăn nhất như là Mỹ, như là Nhật, và khiến cho có thể nói là rau quả trở thành một cái điểm sáng trong cái bức tranh nói chung
là không thuận lợi của nước này năm nay. Among the main agricultural products, cashew exports saw a rise in the first 9 months of this year with a turnover of $2.01 billion. But even more, it was seen to experience an impressive hike in prices. Ví dụ như cái má mà anh nuôi thì hiện nay cái giá bán qua Trung Quốc ấy, nó lên tới 10 đô 4, 10 đô rưỡi một ký. Năm 2011 thì cái giá 320 mà cũng bán qua thị trường Trung Quốc lúc bây giờ thì nó đạt cỡ khoảng 10 đô 8, 11 đô. Thì như vậy nó cũng gần phá kỷ lục của năm 2011. Nếu mà tính chung tất cả các mặt hàng thì nó cũng đã cán cái cột mốc của cái giá năm 2011. Experts say that the increase in cashew prices is understandable due to the higher demand in the world market. Meanwhile, the low supply of raw cashew nuts also pushed material prices higher, which has made Vietnamese exporters raise prices to cover their costs. Higher quality was also a vital factor. In order to take all of these advantages to boost cashew exports, experts believe there is more to be done. Tôi nghĩ rằng là một trong những cái giải pháp mà rất quan trọng đối với điều Việt Nam là chúng ta phải làm thế nào để nâng cao năng suất điều. Và như vậy ấy, thì chúng ta có cái cơ sở bền vững để chúng ta phát triển xuất khẩu điều. Bởi vì nếu không, chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào thị trường điều thô từ châu Phi cũng như là một vài nước Đông Nam Á. In fact, the sector has carried out several measures to stimulate its exports. Điều Việt Nam sẽ tiếp tục chương trình đồng hành cùng nhà nông, mà cụ thể là cái đề án ghép cải tạo và thâm canh cây điều trên phạm vi 5 tỉnh mà theo quy hoạch là sẽ trồng cây điều thâm canh năng suất cao là Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và Đắk Nông. Cái mục tiêu của cái chương trình này là đưa năng suất cây điều bình quân lên khoảng 2 tấn mỗi hecta tới cái thời điểm là năm 2020 với chất lượng tốt. Như vậy là cái sản lượng năm 2020 thì của Việt Nam sẽ đạt cỡ khoảng 600.000 tấn. In addition, the EU and Canada have announced their support for Vietnam in building a brand for the country's 9 main agricultural products, including cashews, until 2020. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu điều lớn nhất thế giới. Việt Nam cần phải làm gì để nâng cao giá trị xuất khẩu của điều cũng như là tạo thêm doanh thu từ mặt hàng xuất khẩu này? Điều là một cái sản phẩm mà có thể nói là chủ lực của Việt Nam và giữ được cái thị trường khá ổn định trên thế giới. Và đây cũng là một trong những cái mặt hàng nông nghiệp, nông sản đó, có thể nói là có triển vọng lâu dài. Tuy nhiên như đã nói đó, chúng ta trồng điều dường như vẫn theo những cái mô hình của các loại giống cây con khác. Nghĩa là khá là tự phát, nghĩa là thiếu đi những cái đầu tư một cách bài bản, kể cả nghiên cứu giống rồi các quy trình công nghệ cũng như là trong các cái quy hoạch để đảm bảo sự ổn định. Bên cạnh đấy nữa thì là cái công tác mà xây dựng các cái thương hiệu rồi hình thành những cái hợp đồng lớn và ổn định để đảm bảo cái thị trường đầu ra đó. Tất cả những điều này chúng ta đang còn khá là lỏng và chưa làm chủ được. Muốn được giải quyết vấn đề này, chúng tôi cho rằng là thứ nhất đó, những cái hợp đồng sản xuất và những cái hợp đồng tiêu thụ phải được đảm bảo và nó phải được ký ở cấp chính phủ hoặc là ở những cái cấp độ mà nó đảm bảo cái độ ổn định về mặt thời gian, rồi cái tính pháp lý phải đủ cao để chúng ta đảm bảo là từ đó lấy cái hợp đồng đó đấu thầu hoặc là để giao cho các cái hộ gia đình, giao cho các cái doanh nghiệp để nó hình thành những cái nguồn cung ổn định và tin cậy để người nông dân cũng như doanh nghiệp có thể vay vốn đầu tư theo kiểu ổn định và lâu dài. Đây như là một trong điều kiện tiên quyết. Thứ hai nữa là các cái quy trình sản xuất là phải được thống nhất. Các doanh nghiệp khi đã có cái hợp đồng xuất khẩu đó là anh phải có những cái quy trình và ký hợp đồng với người sản xuất để đảm bảo thống nhất quy trình sản xuất sạch cũng như là các cái yếu tố về mặt thời vụ và thu hoạch và tiêu chuẩn kỹ thuật để nó tạo ra được một cái nguồn cung ổn định theo một cái quy chuẩn và từ đó đáp ứng được cái yêu cầu về chế biến, về thương hiệu, về đóng gói để xuất khẩu theo cái hợp đồng mà mình đã có. Bên cạnh đấy nữa, chúng tôi cho rằng là những cái giải pháp liên quan tới vấn đề về điều phối khi mà xuất khẩu, khi mà thực hiện những cái thương lượng với nước ngoài nên có cái vai trò của hiệp hội để nó đảm bảo tránh cái trường hợp mà gọi là cạnh tranh tự phát và từ đó ép giá hoặc là tạo ra những tình huống
mà gây thiệt hại cho sản xuất trong nước cũng như thiệt hại cho vấn đề triển vọng phát triển của chính ngành này trong thời gian tới. Bên cạnh điều nhiều mặt hàng nông sản khác của Việt Nam cũng có giá trị xuất khẩu thấp do chúng ta chỉ xuất khẩu ở dạng thô. Vậy ngành nông nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để có thể thay đổi tình trạng này? Không thể làm theo kiểu tự phát được, mà phải coi đây là một cái ngành kinh doanh kiểu công nghiệp, để từ đó có quy hoạch, có chiến lược về cơ cấu và các cái vùng để hình thành các cái gọi là vùng cung ứng nông nghiệp chuyên canh ổn định và có thể tham gia vào để sản xuất hàng hóa được. Cái thứ hai nữa là có những chính sách để mà như đã nói đó, kết hợp một cái sự gọi là liên kết bốn nhà, năm nhà vào đây để nó hình thành được một cái chuỗi cung ứng từ cánh đồng cho tới bàn ăn, và nó hình thành được cả thương hiệu và nó đảm bảo cái sự nhất quán trong công nghệ, trong cái quy trình về chất lượng, để nó tạo ra một cái sự ổn định về sản lượng, đồng thời là một sự đồng nhất về chất lượng, cũng như tạo ra một cái khối lượng cung đủ lớn để áp dụng công nghệ cao để có thể chế biến hình thành các cái thương hiệu sản phẩm và các cái đáp ứng được những đơn hàng lớn. Đây như là một trong những cái điểm rất quan trọng để chúng ta vượt qua được cái nút thắt về cái việc mà tham gia vào nông nghiệp, nhưng mà chuỗi cung ứng chúng ta tham gia là cái khâu thấp nhất, khâu mà chỉ có thể chiếm được khoảng độ từ 10-15%, tối đa là 20% trong cái chuỗi cung ứng, kể cả gạo, kể cả cà phê, kể cả cao su v.v. Thì cái việc mà phát triển công nghiệp chế biến, phát triển những cái công nghệ bảo quản và những cái quy trình sản xuất sạch hơn đó, theo cái yêu cầu của đối tác, của thị trường thế giới và quy chuẩn thế giới, là những cái điểm chốt rất quan trọng để chúng ta có thể mà tạo những lợi thế mới, duy trì những cái lợi thế cũ và khai thác được những cái tiềm năng của thị trường thế giới ngày càng mở rộng, ngày càng bằng phẳng hơn để phát triển tốt hơn. Việt Nam cũng đang thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, dẫn đến ngành nông nghiệp Việt Nam có nhiều biến động. Vậy theo ông, chúng ta cần phải làm gì để giữ vững được đà tăng trưởng này, cũng như là vượt qua những thách thức mới và phát triển bền vững trong thời gian tới? Có thể nói là tái cơ cấu nông nghiệp đã được hình thành cái đề án, và nó kết hợp cùng với ba đề án khác về doanh nghiệp, về ngân hàng cũng như là về du công, nó hình thành một cái tổng thể về tái cơ cấu. Tuy nhiên, những cái đường nét cụ thể của tái cơ cấu nông nghiệp vẫn chưa thật rõ. Để mà đảm bảo được cái an ninh lương thực cũng như là cái hiệu quả của nông nghiệp ấy, thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự linh động. Tức là ở đây ấy, là phải chú ý gắn giữa tái cơ cấu nông nghiệp với phát triển kinh tế biển. Mặc dù kinh tế biển không hoàn toàn chỉ là nông nghiệp, nhưng mà rõ ràng là phải gắn với kinh tế biển, bao gồm là du lịch, bao gồm là những cái ngành khai thác dầu, rồi những cái hoạt động khác nữa, để nó đảm bảo tạo ra một cái cộng đồng tổng thể, mà ở đó là nông nghiệp, ngư nghiệp, thủy hải sản nó được liên kết với kinh tế biển, nó hình thành một cái mối liên kết liên ngành cũng như là liên vùng nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là đối với những cái nông nghiệp trong nội địa, nhất là đồng bằng đó, thì cần phải có một cái quy hoạch để từ đó hình thành những cái chuỗi sản phẩm, hình thành những cái khu vực trồng cây chuyên canh được áp dụng công nghệ và có sự tham gia của các bên, kể cả doanh nghiệp, để hình thành những cái gọi là khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đấy, chúng ta cũng có những cái lợi thế về cải thiện môi trường đầu tư. Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những cái nước mà hiện nay đang đi đầu trong vấn đề cải thiện môi trường đầu tư để mà hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Và nếu chỉ một phần thôi, những cái đầu tư nước ngoài đó mà vào nông nghiệp, nó chắc chắn nó sẽ tạo ra những động lực mới rất tích cực, nó khai thác những cái tiềm năng mà chúng ta đã nói, để nông nghiệp thực sự trở thành một cái ngành mà có sức cạnh tranh cao, có hiệu quả, đồng thời là tạo thương hiệu cho kinh tế Việt Nam. Rất cảm ơn về những chia sẻ của ông. Agricultural restructuring is high on the agenda of the Vietnamese government in recent years. To this end, embracing connectivity between farmers, cooperatives and businesses is essential, with enterprises playing a key role. But in order for the sector to thrive, it has been suggested for the agricultural sector to forge links with marine economic activities, such as tourism, to achieve the goal of sustainable development in the future. However, agricultural restructuring takes time, and its objectives will entail a continuous progress of experimentation and adaptation unfolding over many years. We'll keep you updated on this process. For now, that's all for this episode of BizLine. Thank you very much for watching. You can always rewatch our program at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team in Hanoi, until next time.